Đây là bốn em tử linh thần thú. Em đầu tiên có tên là Thanh Long. Uầy, biểu tượng của em này là con rồng, trông hung dữ thật đấy. Anh nghe nhìn mắt xanh của nó kìa. Hay đấy. Tiếp theo nào, em Bạch Hổ nhá. Đúng là hổ có khác, đã thêm cánh thì gấp bạn sức mạnh luôn. Nhìn em ấy đang làm gì kìa, còn dù di chuyển vào trời đất luôn. Chu Tước à? À, em này làm tăng 11% tổng công phép của phe ta. Phe ta lửa trong đỉnh đấy. Cuối đi. Em cuối này là em Huyền Vũ. Trông như kiểu hợp thể của rồng và rùa ấy nhở. Sức mạnh của em này nào. Ôi, cũng khỏi bà luôn. Anh em nhìn em này tung skill này. Và thôi, giờ tôi phải chiến luôn cho anh em xem mới được. Xuất trận thôi. Chọn đội hình này. Chọn thú này. Nào, anh em đâu? Theo tôi. Chết này. Tôi xong rồi. Chết rồi, con tôi kịch quá. Kiểu này toang mất. Chết rồi. Em thú xuất hiện rồi. Chết này. Quả này tao thắng chắc luôn. Đấy, mọi người thấy em nó tung skill như nào? Quân địch trao đảo luôn chứ còn gì nữa. Thắng rồi. Nào, nếu anh em nào muốn khám phá thêm nhiều thần thú và chiến ngay cùng Huyền thì hãy tải ngay Tuyệt Đỉnh Tam Quốc nhá. Tuyệt Đỉnh Tam Quốc, triệu hồi thần thú, xoay chuyển thế trận.